con đang bắt con gì vậy? Đâu đâu quay mẹ coi coi. Con gì vậy? Con gì? Con nói con gì? Ui, coi chừng kiến cắn miệng nha. Coi chừng kiến cắn miệng con nha. Đâu rồi, kiến nó về với mẹ chưa? Thank you.
Nhật ơi, Nhật. Nhật. Nhật nhớ bà ngoại không? Nhớ bà ngoại. Nhớ ông ngoại không? Nhớ ông ngoại. Nó lớn lên. Nhớ ông ngoại. Nhớ nhiều không? Ăn ăn nhiều. Nhiều cỡ nào? Nhớ à. Con muốn lên thăm ngoại không? Muốn. Vậy giờ sao đi? Nó đi con nhớ ngoại lắm. Ngoại ơi. Nhớ ngoại. Ờ ngoại. Thương ngoại. Thương ngoại. Chúc ngoại ngủ ngon. Thương ngoại ngủ ngon. Bye bye, cười cái cái. Đâu, đâu làm gì cho ngoại coi coi. Ra mặt gì. Hai tay luôn. Ừ, làm duyên cho ngoại coi. Là bạn thân của Lý Đại Hà. Trong tay tôi đã thu được đoạn văn đối thoại chân thành của Lữ Tứ Đương. Mọi người nghe thử đi. Không ngờ hả? Có phải nghe nhạc hay hoài không chán không? Em à, lần này anh đã làm được một chuyện có tính xây dựng rồi đó.
Từ đầu tổ tôi băng là được sao? Cũng may. Từ đầu tôi đáng nó vào giữa gì tính rồi. Ba làm giám hả ba? Ba làm giám. Ba làm giám. Rơi xuống, nói là cùng với U Chính Tinh thời đại này cũng muốn phản thành phục binh, chiến tình cổ hoạt